DJ Phương Trinh ngỏ ý muốn yêu lại từ đầu với Bằng Kiều. Các con phản ứng cực bất ngờ. Mới đây trên trang cá nhân, vợ cũ Bằng Kiều, nữ ca sĩ DJ Phương Trinh bất ngờ đăng tải bức hình cô chụp cùng ba cậu con trai, kèm đoạn hội thoại giữa ba mẹ con. Theo đó, khi Phương Trinh hỏi, nếu một ngày nào đó có người muốn hỏi cưới mẹ thì tụi con nghĩ sao? Con trai cả của cô, Beckham đã không đồng ý. Tiếp theo đó, DJ Phương Trinh hỏi đùa, vậy thì nếu mẹ trở lại với bố thì sao? Hai con trai lớn của cô là Beckham và Colin đều đồng loạt không đồng ý với lý do mẹ không cần có chồng, mẹ cứ ở vậy mẹ sẽ vui hơn. Dù đây chỉ là đoạn hội thoại vui của mẹ con DJ Phương Trinh, nhưng cũng thu hút được sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều bạn bè của nữ ca sĩ đều cho rằng ba con trai của cô đã lớn, nhưng sau khi trưởng thành, chắc chắn các bé sẽ hiểu mẹ nhiều hơn. Bằng Kiều và DJ Phương Trinh ly hôn sau 11 năm gắn bó và có ba con trai chung. Hậu ly hôn, Bằng Kiều có một khoảng thời gian hẹn hò với người mẫu Dương Mỹ Linh, còn DJ Phương Trinh tập trung kinh doanh và chăm sóc ba con trai. Để cùng nhau chăm sóc các con, Bằng Kiều đã chọn mua nhà gần nhà vợ để có thể tiện chăm sóc. Dù bận rộn với lịch trình hoạt động dày đặc cả ở Mỹ và Việt Nam, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, nam ca sĩ đều đưa các con đi chơi để vun đắp thêm tình cảm. Đặc biệt, cả Bằng Kiều và DJ Phương Trinh cũng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, dù không còn là vợ chồng, nhưng họ coi nhau như bạn bè, tri kỷ, có thể chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Những dịp lễ Tết hay ngày quan trọng, cả hai vẫn cùng ba con trai quây quần cùng bố mẹ như chưa từng đường ai nấy đi. DJ Phương Trinh từng khẳng định, chuyện cô và Bằng Kiều ly hôn hoàn toàn trong êm đẹp. Cả hai từng cho nhau khoảng thời gian hàn gắn nhưng không được, vì vậy việc ra đi là đương nhiên. Tuy nhiên, DJ Phương Trinh cũng từng xác nhận việc tái hợp với Bằng Kiều là hoàn toàn không xảy ra. Giật mình trước sự giống nhau kỳ lạ trong sự đổ vỡ của vợ chồng Bằng Kiều và Tim Trương Quỳnh Anh. Dù không còn là vợ chồng, nhưng hai cặp đôi sau việc này vẫn giữ mối quan hệ thân thiết hơn mức bình thường. Cặp thì coi nhau như tri kỷ, cặp vẫn sống chung nhà bình thường. Bằng Kiều, DJ Phương Trinh, ly hôn vẫn là tri kỷ. Bằng Kiều và DJ Phương Trinh có thể xem là cặp đôi kỳ lạ trong làng giải trí. Họ kết hôn từ năm 2002 và sau 11 năm, cả hai đường ai nấy đi khi có ba mặt con. Điểm kỳ lạ là họ chia tay trong lặng lẽ mà không có bất cứ một lùm xùm nào. Ly hôn đã được 5 năm, nhưng Bằng Kiều và vợ cũ vẫn giữ quan hệ vui vẻ như bình thường. Khi nói về chuyện đã qua, DJ Phương Trinh cho biết, tôi và Bằng Kiều chia tay trong êm đềm dù đã có với nhau ba con. Ai muốn nói gì thì nói, nhưng tôi và Bằng Kiều không lên tiếng thì đâu có chuyện gì để họ nói. Khi người thứ ba nói vào nói ra thì câu chuyện mới eo xèo. Một người vợ ba con chia tay chồng là việc bình thường thôi. Đối với người ngoài thì sốc, nhưng tôi thấy không có gì cả. Bởi trước khi ly hôn, chúng tôi đã có khoảng thời gian dài suy nghĩ liệu có hàn gắn được hay không, sau đó mới đưa ra quyết định. Do đó tôi không hiểu vì sao chuyện này lại rùm beng. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn giải bày. Dù đã chia tay, nhưng Bằng Kiều luôn coi cô là tri kỷ. Thậm chí cặp đôi thường xuyên gặp nhau vì các con. Chưa hết, mới đây, bất ngờ diễn viên hài Thúy Nga hé mở về mối quan hệ thực sự của Bằng Kiều và DJ Phương Trinh. Trên trang cá nhân, Thúy Nga tiết lộ, càng thương ông anh hơn khi bước vô căn nhà ổng tại Việt Nam, thì phát hiện ra là xung quanh ba bề bốn bên nhà ổng toàn để hình ba thằng con trai yêu quý và cả hình bà chị DJ Nguyễn nhà tôi nữa. Và không có hình ai khác nữa nhé. Theo đó, việc Bằng Kiều mang ảnh DJ Phương Trinh về treo trong nhà mới tậu ở Việt Nam khiến người hâm mộ thực sự bất ngờ. Điều đáng nói là trong khoảng thời gian nồng nàn với Dương Mỹ Linh, Bằng Kiều vẫn giữ nguyên hình ảnh vợ cũ trên trang cá nhân. Nhưng khi chia tay Dương Mỹ Linh, nam ca sĩ lại xóa hết ảnh bạn gái cũ, điều mà anh không làm với DJ Phương Trinh. Không chỉ tôn trọng và giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ, Bằng Kiều có trách nhiệm nuôi con. Theo Dũng Taylor, Bằng Kiều là một ông bố có trách nhiệm và hết mực yêu thương các con. Việc anh bị dư luận lên án là điều quá bất công. Chồng ca sĩ Thu Phương nói rõ, Bằng Kiều chu cấp cho vợ cũ và ba con trai một số tiền lớn mỗi năm, khoảng 100.000 đô, hơn 2 tỷ đồng. Dũng Taylor chia sẻ, anh ấy đã phải lao động cực lực để nuôi dưỡng vợ con dù đã ly dị. Người đàn ông ở Mỹ có trách nhiệm tài chính cũng chưa đủ, họ còn phải đóng góp tinh thần cho giá trị gia đình cho vợ. Việc Bằng Kiều rất thương con là điều mà đồng nghiệp ai cũng biết. Trương Quỳnh Anh, Tim, ly hôn vẫn ở chung nhà. Mối quan hệ của Trương Quỳnh Anh và Tim luôn là dấu chấm hỏi trong lòng fan của họ. 7 năm bên nhau thì phải hơn chục lần cặp đôi ồn ào, hết tái hợp rồi lại đến tan rã. Cuối cùng mới đây,
chính người trong cuộc thừa nhận họ đã chính thức ly hôn. Tuy đã chia tay, nhưng cặp đôi vẫn dành tình cảm tốt cho nhau. Với Tim, Trương Quỳnh Anh không bao giờ là người xa lạ. Cô ấy là mẹ của con trai Tim. Giờ đây khi không còn là bạn đời thì chúng tôi vẫn có chung một mối bận tâm, chung một mục tiêu để vun đắp là bé Sushi. Tim vẫn trân trọng Trương Quỳnh Anh, vẫn xem Quỳnh Anh là một người bạn và Tim tin là Quỳnh Anh cũng như vậy. Chính vì thế chúng tôi không đến nỗi không nhìn được mặt nhau. Nếu có những cảm xúc tiêu cực thì chúng tôi cũng cố gắng nén vào trong để cùng nhau chăm sóc cho con trai của mình, Tim chia sẻ. Điều đáng chú ý, dù ly hôn, Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn sống chung một nhà, thường xuất hiện bên nhau. Tại dịp giỗ tổ sân khấu vừa qua, hai nghệ sĩ cùng chia sẻ ảnh làm lễ tại nhà. Cư dân mạng nhận ra, dù không xuất hiện ở một khung hình, nhưng cả hai vẫn ở chung nhà. Đại diện truyền thông của Tim xác nhận dù ly hôn, hai người vẫn sống chung tại ngôi nhà ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời đại diện, họ sống chung là đảm bảo tốt cho việc chăm sóc con trai, bé Sushi. Cách hành xử sau hôn nhân của Tim, Trương Quỳnh Anh chẳng biết đâu mà lần về mối quan hệ của họ. Giải thích vì chuyện kỳ quặc này, người trong cuộc cho biết họ sống chung chỉ để tốt cho con. Bằng Kiều tái ngộ người tình đầu Mỹ Linh, thừa nhận vẫn ngại ngùng như lúc mới yêu. Trong show ca nhạc Đêm Tình Nhân Năm vào ngày 20 tháng 10 tại Hà Nội, Bằng Kiều đảm nhận vai trò biên tập âm nhạc. Anh mời một số nữ ca sĩ như Như Quỳnh, Thanh Hà, Thu Phương làm anh làm khách mời trong chương trình. Trước thắc mắc vì sao không mời diva Mỹ Linh khi cả hai từng là cặp song ca ăn ý vào đầu những năm 2000. Nam ca sĩ giải thích, Mỹ Linh có màu sắc âm nhạc khác với chủ đề của chương trình lần này. Nếu làm show diễn phù hợp, anh sẵn sàng mời tình cũ. Mỹ Linh và Bằng Kiều từng có thời gian dài yêu nhau khi diva nhạc Việt vẫn là nữ sinh, còn nam ca sĩ đã có chút danh tiếng. Chính Bằng Kiều là người hướng Mỹ Linh đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Thời còn đi học chung nhạc viện, cả hai thường xuyên chở nhau trên xe đạp đi hát trên khắp các con phố Hà Nội. Sau 6 năm gắn bó, hai người chia tay một cách nhẹ nhàng. Mẹ hai của Bằng Kiều từng tiết lộ, đôi tình nhân đứt gánh không phải vì có mâu thuẫn lớn hay có người thứ ba chen ngang. Một lần bạn gái sai Kiều lấy giày dép hay son phấn gì đó, nó bảo cùng đi biểu diễn, mệt như nhau thì phải tự đi lấy, thế là giận, thế là thôi. Bà kể, hiện tại cả hai giữ mối quan hệ tốt đẹp và dành cho nhau sự tôn trọng trong cả công việc lẫn đời sống. Cựu thành viên Quả Dưa Hấu thú nhận, đến giờ này anh vẫn cảm thấy có một khoảng cách nhất định khi hòa giọng cùng mối tình đầu. Những ai mà có gì với nhau khi lên sân khấu chắc chắn không thể bình thường được, cho nên chuyện khi lên sân khấu có khoảng cách với Mỹ Linh là hoàn toàn đương nhiên. Anh còn nói ngoài Mỹ Linh, anh chưa từng thấy sườn sùng với ca sĩ nữ nào khi kết hợp. Sau mối tình với Hoa hậu Dương Mỹ Linh, Bằng Kiều vẫn kín tiếng về đời sống tình cảm. Khi hỏi về bóng hồng mới, anh nhất quyết không khai báo. Anh nói, thực ra, tôi đâu có nói bao giờ đâu. Mọi chuyện công chúng chú ý đến tôi đều là từ ai đó chia sẻ, hoặc hết sức tự nhiên chứ tôi không cố tình. Tôi chỉ quan tâm đến vấn đề chuyên môn. Tôi không thích lấy sự chú ý của công chúng bằng đời tư. Ở ngoài kia, người ta thi nhau, chia sẻ chuyện tình cảm, gia đình nhiều lắm rồi. Tôi không thích giống với số đông. Nếu quan tâm tôi, hãy chỉ để ý đến công việc ca hát của tôi thôi là đủ. Anh cũng khẳng định không sốt sắng tìm tình yêu mới, vì quan niệm tình yêu là duyên số. Hiện tại Bằng Kiều cảm thấy cuộc sống rất tự do và thoải mái, bởi anh được làm những gì mà mình thích và đi đâu cũng không cần phải xin phép ai. Tôi muốn tập trung chăm sóc con cái và đi hát. Bây giờ tôi tự do hơn, có nhiều thời gian dùng tâm huyết cho các dự án âm nhạc. Trước đây khi có một người phụ nữ bên cạnh, tôi sẽ phải cân nhắc mọi khi đi đâu, làm gì. Hiện tại tôi không vướng bận. Ngày hôm trước tôi có thể ở Sài Gòn biểu diễn. Hôm sau nếu vài người bạn gọi ra Hà Nội bằng công chuyện, tôi sẵn sàng đi. Anh tâm sự. Ba con trai của Bằng Kiều đang sống với vợ cũ, ca sĩ Trizy Phương Trinh. Mỗi khi rảnh, anh vẫn đưa các con đi học hoặc chơi đàn cùng ba chàng lính ngự lâm. Nam ca sĩ rất tự hào khi trong số các con, cậu cả Beckham thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật và quyết định nối nghiệp bố mẹ. Cậu nhóc 15 tuổi đang theo học trường nghệ thuật Huntington Beach Academy for the Performing Arts tại California. Ngoài khả năng chơi guitar, Beckham còn có tài năng nhảy hiện đại. Mới đây, cậu nhóc đã đệm guitar cho màn cover Người Hãy Quên Em Đi cùng bố và được khán giả yêu thích.